Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, chi bộ Công an xã Đắc Long, huyện Đắc Lây luôn quán triệt tư tưởng, lấy dân làm gốc để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân an tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chi bộ Công an xã Đắc Long có 6 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của Công an xã, chi bộ Công an xã Đắc Long đã bổ sung chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của lực lượng công an để các đảng viên thực hiện. Trong đó xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo đơn vị, gắn với chức năng nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gần dân, sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, giải quyết kịp thời cho nhân dân. Thông qua cái việc bám sát vào địa bàn, bám sát vào nhân dân, thì tôi có thể hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Thì từ đó là hiểu rõ được những cái vướng mắc của bà con nhân dân, những cái gì mà bà con nhân dân cần. Thì từ đó tôi về, tôi có thể tổng hợp lại, rồi có thể là bạn đề xuất tham mưu đối với lãnh đạo công an xã, lãnh đạo ủy ban, đảng ủy rồi này kia ban hành một số văn bản, một số kế hoạch để phù hợp đối với bà con nhân dân nơi hiện tại mình công tác. Để từ đó có thể giúp cho nâng cao, cải thiện đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn xã Đắc Long. Công an xã Đắc Long đã phối hợp với Ban Quản lý các thôn và tham mưu Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định thành lập Tổ An ninh Nhân dân, đội dân phòng tại thôn 9 trên địa bàn xã, duy trì hoạt động của 15 tổ nhân dân tự quản cộng đồng tại 9 thôn. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an xã đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng mô hình lá chắn COVID-19 vùng biên giới. Việc xây dựng các mô hình gắn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Đắc Long đã phát huy hiệu quả. Nhân dân đã cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị để kịp thời xử lý, góp phần kiềm chế tội phạm, làm giảm tệ nạn xã hội, tạo được lòng tin trong nhân dân. Công an xuống làng địa bàn thì họp dân nhiệt tình ủng hộ để là đảm bảo về an ninh trật tự mà. Giao thông này, với là đảm bảo về trong làng xóm này đừng có người coi rầy, chứ là mấy đứa thanh niên bây giờ nó ngày xưa thì nó khác, bữa này nó khác hẳn lại đó hơn ngày xưa nữa, giờ thì trẻ cũng ít, đi quậy phá cũng ít, chứ là nhờ anh em công an xã này tạo điều kiện cho dân để anh dân làm ăn làm vì là dễ dàng hơn mà không vi phạm. Trong những năm qua, đối với các tổ an ninh, tổ tự quản cũng như tổ la chắn COVID vùng biên cương thì trong năm qua đã có nhiều đóng góp rất là tích cực cho chính quyền xã trong việc mà ngăn chặn đẩy lùi tình hình dịch bệnh cũng như là đảm bảo về an ninh chính trị trên địa bàn xã Đắc Long. Bên cạnh đó, Công an xã Đắc Long còn phối hợp với các đoàn thể xã đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc tham gia đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với những cách làm hay cụ thể gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã trở thành động lực thôi thúc từng cán bộ, đảng viên Công an xã Đắc Long ra sức thi đua phấn đấu rèn luyện, cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong thủ tục hành chính ấy, giấy tờ này kia nó liên quan đến bà con là từ có công an chính quy về đấy là rất là giải quyết cho bà con rất nhanh. Đó, bà con rất phấn khởi cái phần đó. Lực lượng công an đã làm rất là tốt về thực hiện tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó bộc lộ ra những cái việc làm cụ thể. Đó là gì? Góp phần vào cái an ninh trật tự ở thôn làng, bà con nhân dân là tin tưởng, an tâm nơi vùng sâu vùng xa, đặc biệt là biên giới, là nhờ cái chi bộ công an và với những kết quả đạt được, Công an xã Đắc Long đã vinh dự được Bí thư Tỉnh ủy tặng thư khen và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.